Kim Thanh xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay là phần tin thế giới. Khoảng 1.000 quan khách tham dự lễ trao giải Nobel Hòa bình 2010 tại tòa đô sảnh Oslo, Na Uy đã đứng dậy vỗ tay khi văn bằng và huy chương được Chủ tịch Hội đồng Nobel Na Uy đặt vào chiếc ghế trống của người lãnh giải, ông Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, đang bị tù tại Trung Quốc. Phần thưởng đã được thỏa thuận sẽ trao tại ở nhà tù sau này với điều kiện truyền thông quốc tế không được làm phóng sự tường thuật. Trong lời phát biểu, ông Thorbjørn Jagland nói Lưu Hiểu Ba không làm điều gì sai trái, ông ta phải được trả tự do. Theo lời ông, không một thân nhân nào của ông Lưu được phép đến tham dự buổi lễ và điều ấy chứng tỏ phần thưởng này là cần thiết và thích đáng. Nữ tài tử điện ảnh Na Uy Liv Ullmann đọc lời tuyên bố cuối cùng của Lưu Hiểu Ba trước tòa án năm 2009 khi bị tuyên án 11 năm tù. Tôi không có kẻ thù. Cả hai kênh truyền hình CNN và BBC đã không có sóng trong vòng một tiếng đồng hồ lúc 8 giờ địa phương Trung Quốc tối thứ Sáu ngày 10 tháng 12, đúng vào thời điểm lễ trao giải Nobel diễn ra ở Oslo. Ông David Shear, phó phụ tá ngoại trưởng phụ trách Đông Á Thái Bình Dương, vừa được Tổng thống Barack Obama đề cử làm đại sứ tại Việt Nam, theo Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Năm. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc trích lời Tổng thống Obama nói, người dân Mỹ sẽ được phục vụ tốt nhất vì khả năng và sự dấn thân của ông David Shear trong vai trò mới. Tôi rất vinh dự được làm việc với ông trong chính quyền hiện nay và tôi mong đợi tiếp tục làm việc với ông trong vai trò mới trong những năm tới. Ông David Shear bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao từ năm 1982. Ông cũng từng là giám đốc văn phòng Trung Quốc sự vụ sau khi đảm nhận chức vụ phó đại sứ Hoa Kỳ tại Kuala Lumpur, Malaysia, từng là công tác tại Tokyo, Bắc Kinh và Sapporo. Ông David Shear tốt nghiệp cử nhân Đại học Eartham College và cao học bằng giao quốc tế tại Đại học John Hopkins University. Hiện chưa rõ bao giờ Thượng viện Mỹ sẽ phê chuẩn ông David Shear vào chức vụ mới và ông sẽ là đại sứ thứ năm của Mỹ tại Hà Nội kể từ khi hai quốc gia cựu thù tái lập bang giao vào năm 1995. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam sau chiến tranh là ông Douglas Peterson, một cựu tù binh trong cuộc chiến Việt Nam, từng bị tù tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội trong 6 năm sau khi máy bay của ông bị bắn rớt. Binh lính Mỹ từ nay không còn được dùng USB, CD và DVD trong khi làm việc. Ai vi phạm sẽ bị đưa ra tòa án binh. Sau vụ WikiLeaks rò rỉ thông tin mật, quân đội Mỹ nay tưởng như đã học được bài học thêm. Thiếu tướng Richard Webber, chỉ huy trưởng Air Force Network Operation, công bố một lệnh kiểm soát không gian ảo vào hôm 3 tháng 12, chỉ thị cho các nhân viên phi hành phải lập tức ngưng sử dụng các dụng cụ thâu dữ kiện di động trên mọi hệ thống máy chủ, kể cả máy cá nhân nằm trong ZipNet, một hệ thống mật của Bộ Quốc phòng. Chỉ thị tương tự cũng được phổ biến đến các ban ngành khác trong quân đội. Biện pháp này có lẽ là một đáp ứng trực tiếp về cuộc điều tra trước đây, dính líu đến cựu binh nhì Bradley Manning, được coi là nguồn phát tán các tài liệu liên quan đến cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan hồi đầu năm. Manning khai anh truyền tải từ ZipNet xuống một CD ghi bên ngoài là Lady Gaga. Manning cũng nhận đã tải xuống hàng trăm ngàn văn ngoại giao của Mỹ cũng như nhiều tài liệu khác chưa được nghe nói đến. Một tin tốt đẹp cho nền kinh tế Hoa Kỳ là thâm hụt mậu dịch giảm trong tháng 10 nhiều hơn như dự đoán nhờ đồng đô la yếu và xuất cảng gia tăng. Số liệu do Bộ Thương mại và đưa ra hôm ngày 10 tháng 12 cho biết thâm hụt mậu dịch giảm bớt 13%, còn 38,7 tỷ và là mức thấp nhất
trong năm. Chỉ giá hàng xuất cảng lên cao nhất kể từ tháng 8 năm 2008. Với Trung Quốc và Mexico là hai nước tiêu thụ một khối lượng lớn hàng Hoa Kỳ, 3M Corporation và General Dynamics Corporation ở trong số các công ty có sản phẩm được tiêu thụ mạnh trên các thị trường Trung Quốc, Brazil, Nam Hàn. Trong khi đó, trị giá hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ trong tháng 10 giảm vì nhu cầu dầu thô xuống thấp. Tuy nhiên, tình hình này có lẽ chỉ thấp nhất thời khi kinh tế đang hồi phục. Chỉ số giá hàng nhập cảng tháng 11 lên 1.3% cao nhất toàn năm và hơn chỉ số đã dự đoán trước kia là 1%. Chuyên gia kinh tế Nariman Barnabas thuộc công ty tư vấn HIS Corporation ở Lexington nhận xét tình hình kinh tế đang được cải thiện, do đó nhập cảng sẽ tăng, nhưng trong năm tới xuất cảng vẫn tăng trưởng mau hơn nhập cảng. Ngân hàng First Vietnamese American Bank cho biết họ bị một thương gia ở Los Angeles lấy cắp mất 3.5 triệu bằng cách sử dụng phương tiện kỹ thuật ngân hàng. Theo một bản tin của báo OC Register, ngân hàng này vừa bị cơ quan FDIC siết và ép bán cho ngân hàng Crane Point ở Los Angeles hôm ngày 5 tháng 11 với giá 9.6 triệu sau 5 năm làm ăn không có lời. Khoảng 300 thương gia và tổ chức bất vụ lợi đã kiện ngân hàng và thương gia Mazis Madani, cư dân Chatsworth, tố cáo ông này ăn cắp tiền ngay trong ngân hàng. Sau đó, First Vietnamese American Bank kiện lại ông Mazis Madani, chủ công ty Opus Venture và một ngân hàng thua lỗ khác ở Oakland, ngân hàng Innovative Bank. Sự việc này cho thấy có liên quan đến một công ty khác, Ultimate Cleaning House. Khách hàng và First Vietnamese American Bank cho rằng ông Madani đã ăn cắp số tiền trôi nổi trong ngân hàng, hàng triệu đô la và các cá nhân và tổ chức bỏ vô ngân hàng hàng ngày và được tiếp tục lấy mỗi khi tiền được bỏ vào. Vào ngày sau, First Vietnamese American Bank tố cáo trong đơn kiện là ông Madani thú nhận đã lấy hơn 3.5 triệu trong quỹ của Ultimate Cleaning House. Nhưng luật sư Daniel German đại diện cho ông Madani nói, ông Madani bác bỏ điều đó và không bao giờ nói như vậy. Và bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, hôm thứ Năm, nhà tỷ phú 26 tuổi Mark Zuckerberg, sáng lập viên trang mạng xã hội Facebook, đã tham gia GivingFresh, một hệ thống các doanh gia giàu có tự nguyện hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho việc từ thiện. Ông Zuckerberg phát biểu, người ta thường đợi đến cuối sự nghiệp mới bắt đầu ban phát. Tại sao phải đợi lâu như vậy, trong khi rất nhiều thứ có thể làm ngay từ bây giờ? Giữa bối cảnh ngày càng có nhiều người trẻ thành đạt trong kinh doanh, hiện đang có cơ hội lớn để chúng ta cho từ thiện khi còn trẻ, để theo dõi các cố gắng từ thiện này tiến triển ra sao. 15 nhà trùm tư bản khác cùng ông Zuckerberg ghi danh tham gia có nhà đồng sáng lập AOL Steve Cave, nhà đầu tư Carl Icahn và chuyên gia tài chính Michael Milken. Danh sách này hiện đã có tên của 50 tỷ phú và triệu phú khác như nhà kiểu vẽ thời trang Diane von Furstenberg, tổng giám đốc truyền thông Barry Diller, nhà sáng lập công ty Oracle Larry Ellison, thị trưởng New York Michael Bloomberg và đạo diễn George Lucas. Tạp chí Forbes ước lượng tài sản của ông Zuckerberg khoảng 6.9 tỷ, khiến ông trở thành người giàu thứ 35 ở Mỹ. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất.
Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.